Xin chào các bạn thính giả Zing Radio sổ tay cảm xúc. Người đến sau hay người thứ ba sẽ luôn là những nỗi đau không nói nên lời. Suy nghĩ mãi trong những đêm khó ngủ thì những câu chuyện này sẽ còn kéo dài mãi. Chúng tôi không cổ suý cho những tình yêu vụng trộm hay những người tồn tại bên lề cuộc vui của người khác. Nhưng trong cái bể lèo bèo những câu chuyện đó, có những giấc mơ bị chôn vùi, có những cái đau điếng thắt tim khi biết mình đến muộn, có những giọt nước mắt đã rơi khi nhìn người mình yêu thương cứ thế mà xa rời vòng tay mình. Mãi là người đến sau, một cái kết thật buồn. Phải không anh? Tình cảm này nhẹ nhàng và mỏng manh quá, anh nhỉ?
em ngộ nhận rồi, hay chính anh đã tạo hy vọng rồi dập tắt nó đi. Ban đầu anh trào rực tha thiết nói những lời yêu thương, giờ đây thì lặng tịch, tẻ nhạt và phớt lờ em. Em không trách, em tự biết chúng ta không hợp. Em quá trẻ con, vẫn thích được nuông chiều, còn anh thì chững chạc và chưa biết phải nuông chiều bao giờ. Em biết xung quanh anh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp và rạng rỡ đủ để anh có thể coi em chỉ là một trong những. Nhưng anh biết không, em vẫn rất nhớ và buồn nhiều lắm. Em vẫn dõi theo anh từng ngày qua những trạng thái vỏng vẹn vài ba dòng trên Facebook để biết rằng anh vẫn yên vui. Tìm kiếm anh, đó dường như là một thói quen cách năm 10 phút của em vậy. Nghe ngu quá phải không anh? Khi anh hững hờ, em đã khóc. Nước mắt không phải dành cho những gì đã qua, mà nó dành cho những điều em không thể nói ra trong lòng. Rồi thì em hứa, em sẽ để bản thân mình dừng lại. Em sẽ buông tay, sẽ quên anh đi, anh nhé. Lá thư được gửi từ nhóc chuột 55a@gmail.com. Hôm nay, mình gặp nhau nơi đất khách quê người. Em hạnh phúc biết bao. Gọi em là em gái. Ừ, là em gái. Mình đã yêu nhau bao giờ đâu anh nhỉ? Lần đầu tiên được ngồi sau anh, được anh chở khắp thành phố này. Em yêu anh nhiều lắm. Chắc là anh không biết. À mà anh biết nhỉ, em đã nói với anh rồi mà. 8 năm, em chờ đợi chỉ để nghe hai từ em gái. Em muốn ôm chặt anh sau bao năm xa cách. Anh lạ quá, mình xa nhau rồi, phải không anh? Anh rời thành phố này nơi em đang học tập. Em muốn thét lên, anh đừng đi, anh không yêu em sao? Anh không nhớ em sao? Trời chủ nhật ấm áp mà sao lòng em rút giá? Mình xa nhau hả anh? Là em gái thôi phải không anh? Ừ, em gái. Em biết làm sao với trái tim lặng câm của mình. Làm sao khi em không nói nên thành lời. Khi bên anh, nước mắt không rơi trong đêm. Nó đang rơi cho sự ngớ ngẩn, cho tình cảm ngốc nghếch suốt 8 năm dài. Số tay cảm xúc ngày hôm nay sẽ chào đón sự trở lại của MC Đan Lê, cũng là một cái người đã cùng Trương diễn đọc ở trò chuyện ngắn Trái tim lang thang trên số tay cảm xúc của những tuần trước. Và trong chủ đề của ngày hôm nay thì Trương có một vài câu hỏi muốn hỏi Đan Lê như sau. Thứ nhất là Đan Lê hãy giúp cho Trương phân biệt được đâu là người thứ ba, đâu là người đến sau, hay hai cái niệm này là một. Câu hỏi của Hâm Thái Trương đúng thật là rất là khó trả lời. Câu hỏi của Trương làm Đan nhớ đến một cái câu nói mà Đan đã đọc được trong một cuốn sách gần đây. Họ nói về những người thích hợp và thời gian thích hợp. Thì trong quyển sách đó nó có một cái câu nói là thời gian thích hợp gặp một người thích hợp đó là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc. Thì đang nghĩ là người thứ ba hay là người đến sau thì họ cũng giống nhau, là họ đều là mang một cái nỗi nuối tiếc trong lòng. Họ gặp một người thích hợp trong một cái thời điểm không thích hợp. Mà có một cái chút khác biệt thì có thể là người đến sau, tức là họ phát hiện ra cái tình cảm đó của mình và họ chỉ để cái tình cảm đó trong lòng thôi, mà cũng không có bày tỏ hay là không có thể hiện cho cái đối tượng được yêu của mình biết. Còn người thứ ba tức là họ mang tình cảm đó và họ có một cái hành động, một cái sự thể hiện nào đó, và họ chấp nhận mang cái tên gọi là người thứ ba, nhưng mà họ là người nói lên những cái tình cảm và cho cái người mà được đón nhận tình cảm đó cơ hội biết được là mình có một người yêu quý họ như thế nào. Chưa có nghĩ như vậy không? Chưa có nghĩ như vậy mà chưa thấy Trương đang trả lời rất là tuyệt vời đúng không? Như vậy thì chắc bạn đã từng đến sau một người nào chưa? Câu hỏi này chắc là để em giữ riêng cho em giữ cho riêng em biết ha. Chỉ có một chút xíu chia sẻ là cũng đã biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là sai lầm và thế nào là nuối tiếc rồi. Còn phần còn lại thì chắc là để cho Trương và độc giả tự đoán được. Vậy nếu như là bây giờ mình hỏi nếu như đang đến sau đi và người ta cũng đồng ý chia tay người trước để đến với Đan, thì liệu Đan có đồng ý hạnh phúc ở trên một sự chia ly khác không?
Thật ra thì ta nghĩ là trong một cái tình huống như vậy thì những người khác nhau họ sẽ chọn những cái giải pháp khác nhau tùy theo cái tính cách của người đó và cũng như là tùy theo cái tình cảm của hai người đó dành cho nhau. Vì cũng có người nói là trái tim có những cái lý lẽ riêng của nó mà lý trí thì không thể nào mà phán xét được. Và thật ra thì ta nghĩ là chuyện mà chọn tình cảm trên cái sự chia lìa đó chỉ là một cái cách nói hơi bị chủ quan. Khi mà mình nhìn vào hai người đang yêu nhau và có một người đến sau thì mình cảm thấy người đó là người chia cắt, là giống như là đóng vai phản diện trong phim vậy đó. Nhưng mà thật ra thì nếu mà bình tâm suy nghĩ lại thì nếu mà mình là một người yêu một người nào đó thì mình cũng nên có quyền để cho người đó biết, cho người đó biết là người đó có một cái tình yêu khác, có một cái sự đồng cảm, có một cái người bên ngoài cuộc sống của họ, trân trọng họ và yêu mến họ. Và cả một sự lựa chọn. Và cả một sự lựa chọn thì sự lựa chọn nằm trong tay của cái người có những cái sự lựa chọn đó, chứ không phải nằm trong tay của người đến trước hay là người đến sau. Như vậy thì lời nói là chỉ muốn cho người kia hạnh phúc thôi thì dường như đó là một lời nói dối phổ biến nhất, đúng không? Như thế nào là muốn cho người kia hạnh phúc? Có nghĩa là bây giờ tôi quyết định rút lui, tôi nhường lại cho hai bạn một cung trời hạnh phúc. Nếu như là trong lòng tôi chỉ mong là cái người tôi yêu được hạnh phúc thôi, chứ tôi không nhất thiết phải đến với người đó. Thì đó là một cái lời nói dối phổ biến, đúng không? Ta nghĩ đó là một lời nói dối, tại vì bản thân tình yêu nó là một sự bị kỷ. Khi mà thật ra thì chúng ta cũng đều là những người rất là bình thường, và chúng ta không phải là thánh thần hay là một người gì đó có một trái tim không có ngăn mà chỉ lúc nào cũng cho đi và không có cầu mong nhận lại. Thì bản thân khi mà yêu quý một ai đó, khi mà cho đi một điều gì đó, cho dù là có nói ra hay là thầm kín thì ai cũng mong muốn là mình có một cái sự đền đáp. Nhưng mà thật ra thì có thể là bản thân tình yêu nó có những cái lý lẽ riêng của nó, và bản thân cái sự mong muốn là người kia được hạnh phúc thì nó cũng là một cái điều mong muốn cho bản thân mình. Tại vì khi mà mình yêu một người nào đó rồi thì cái hình ảnh của người đó cũng là một phần trong cuộc sống của mình, và khi đó thì niềm vui của họ cũng là niềm vui của mình, thì nó cũng không hẳn là lời nói dối. Có ai đó từng nói, nhìn tới bức tường phải đủ khôn để nhìn hoặc nghĩ xem sau bức tường là cái gì. Tôi không phải là thám tử nên tôi không thể nhìn ra được. Một người mới quen sau đó có thể trở thành bạn thân, cũng không thể nghĩ tiếp một người bạn thân có thể trở thành người mình yêu. Rồi càng không nghĩ, lỡ yêu rồi lại có ngày xa cách. Tôi chỉ biết nghĩ đến đâu thì làm đến đó, yêu được ngày nào hay ngày đó, và không bao giờ nói trước một cái gì. Khi trái đất ngày nào cũng quay và trái tim người thì đập những nhịp khác nhau. Có một ngày em đi ngang qua tôi, chích tay tìm tay nhớ tay, hôm nay chưa. Chỉ còn lại sự yêu đuối vì em không.
chắc chắn chẳng phải em. Anh vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu. Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia. Môi hôn ngọt trao em để mê nhưng khi bên người anh cũng thế. Đừng xin lỗi với những lời chối em đã mệt rồi, mình không thể tiếp tục lầm lỗi. Trở về bên của ai hay xa đi hết yêu thương ngày nào ta bên nhau. Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn nhiều thêm. Dù cơn đau như đang dày sẽ trong con tim này, tình yêu ấy em không muốn nhìn lấy. Trong em chỉ còn lại sự yêu đuối, vì em không thể quên được anh, chẳng thể bên anh nữa. Hãy bên người trao anh được tình yêu, chỉ một người chắc chắn chẳng phải em. Em vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu. Cho anh sẽ trọn vẹn nhiều thêm, dù cơn đau như đang dày sẽ trong con tim này, tình yêu ấy em không muốn nhìn lấy. Em đi sẽ không quay về, em chúc anh hạnh phúc. Chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn nhiều thêm, dù cơn đau như đang dày sẽ trong con tim này, tình yêu ấy em không muốn nhìn lấy. Cảm ơn người đã từng đến đây cho em bình yên. Cảm ơn người đã từng đến. Email gửi từ địa chỉ diemmy@gmail.com. Gửi người thứ tư của em. Anh đừng vội trách em có quá nhiều người như thế. Lại đặt anh ở vị trí thứ tư. Anh biết không, cuộc đời của mỗi con người, theo suy nghĩ của em, chỉ cần 4 người thôi anh à. Đó là người bạn thân, người yêu em nhất, người em yêu nhất, và người cùng em đi hết quãng đường còn lại. Em đã tìm được 3 rồi, chỉ còn chờ mỗi mình anh. Vì đã tìm được và cũng cho anh thời gian tìm kiếm những người quan trọng trong cuộc đời anh. Và anh cũng thế, hãy cho em thời gian chờ đợi anh nhé. Em sẽ tạm gửi anh ở nơi đó, nơi mà anh đang sống, và em cũng chưa biết là ở chỗ nào. Em không bắt anh chỉ cần 4 người như em, bao nhiêu cũng được, miễn sao em sẽ là người cuối cùng mà anh tìm kiếm. Anh có muốn nghe em kể về 3 người trong hành trình tìm kiếm của em không? Chắc là anh rất tò mò, nhưng lại giả vờ ôn tồn bảo.
Anh tôn trọng quá khứ của em. Anh chỉ lắng nghe khi em thật sự muốn kể. Thì em chẳng giấu đâu, vì em biết anh rất bao dung và chẳng bao giờ khó chịu vì họ, những người mà em sắp kể. Người thứ nhất, người ấy là tên bạn thân nhất của em. Em gọi hắn là Đất. Bọn em thân nhau từ thời bé tí, lớn lên cứ khăng khít như hình với bóng. Hắn lúc nào cũng nhường nhịn em, dù em sai hay em đúng, không biết nên vui hay nên buồn, vì hình như hắn đã tập cho em tính ỷ lại và ngang bướng. Bọn em hiểu nhau, có thể gọi là thần giao cách cảm. Đôi khi chỉ một ánh mắt hay một tiếng thở dài cũng đủ để hiểu đối phương đang cần gì. Tình cảm giữa bọn em không chỉ là tình bạn, mà còn là tình anh em thân thiết. Anh đừng có mà ghen tị với em đấy nha. Bọn em thường bảo nhau, thân đến mức không thể yêu, nên nếu sau này gặp hắn, anh không được ghen cơ đây. Người thứ hai, anh ấy là người cho em biết cảm giác ngọt ngào khi được ai đó yêu thương, sự ấm áp khi ai đó quan tâm, chăm sóc. Nhưng có lẽ anh ấy chỉ là một cơn gió thoáng qua, chỉ để lại cho em một chút dư vị. Khi em cảm nhận được cũng là lúc cơn gió bay đi mất. Người thứ ba, em gọi anh ấy là Nắng. Anh ấy lấy mất trái tim em chỉ bằng một nụ cười ấm áp như nắng bình minh buổi sớm. Em chỉ cảm nhận được cảm giác ấm áp đó vào buổi sớm, rồi anh ấy cũng như ánh nắng của mặt trời. Khi thì gay gắt như những ngày nắng, khi thì khuất lấp bởi mưa giông, khi thì lại ấm áp, lung linh sau những ngày mưa bão. Anh ấy cho em biết thế nào là cảm giác yêu một người, chờ đợi một người, hạnh phúc vì một người, và khóc vì một người. Anh ấy đến, mang cho em nụ cười. Ngày anh ấy đi, cũng mang nụ cười của em đi mất. Anh có nhận em không, người thứ tư của em? Xem kìa, chưa gì anh đã vội con mày đâm chiêu như thế. Anh là người thứ tư, và cũng là người cuối cùng của em thôi mà. Em cho anh là không khí, vì tình cảm của anh dành cho em chắc chắn là rất vững chắc và đông đầy. Em có thể sống một ngày không có gió, không có nắng, nhưng không thể sống một ngày không có không khí đâu, ngốc ạ. Em tin anh sẽ giúp em tìm lại nụ cười mà gió đã thổi bay đi mất, và lấp lại phần trái tim bị khuyết của em. Có lẽ anh sẽ buồn vì em chỉ còn lại một trái tim bị khuyết để dành cho anh, nhưng em chắc chắn nó vẫn đầy ắp yêu thương và sự ấm áp cho anh, đủ để sưởi ấm cho anh. Và cùng trái tim cũng là khuyết của anh, ghép thành một trái tim trọn vẹn. Hãy chờ nhau anh nhé. Chúc cảm xúc trong ngày sinh nhật, nó luôn sợ mất anh. Vì vậy, dù sai hay là đúng, nó luôn là người chịu nhịn, luôn là người làm lành trước. Dù anh có làm nó khóc biết bao nhiêu, người xin lỗi vẫn luôn luôn là nó. Thời gian yêu nhau, nó và anh đã rất hạnh phúc. Có biết bao nhiêu kỷ niệm. Mọi thứ với nó là xác định. Mọi người nghĩ rất gần thôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Nó cũng nghĩ sẽ không bao giờ yêu và lấy ai khác ngoài anh. Rồi thời gian trôi qua, có rất nhiều cuộc cãi nhau. Anh mệt mỏi và không chịu đựng được nó nữa. Anh quyết định chia tay dứt khoát. Nó khóc rồi ngất liệm đi. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó đau đến mức nó không biết mình phải làm gì. Nó cố gắng níu giữ. Nó cố gắng tìm mọi cách để anh biết nó không thể sống thiếu anh. Mọi người bảo nó đừng cố níu giữ thứ không thuộc về mình. Nó vẫn bảo với mọi người là nó biết rồi. Nhưng trong thâm tâm, nó chưa bao giờ thôi có ý định níu giữ anh. Anh bảo nó, anh đã chọn cách chia tay nhẹ nhàng nhất cho nó. Nó hứa sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ coi như hai người bạn. Nhưng rồi nó nhớ anh và không chịu được lại nhắn tin và tìm đến anh. Anh bảo, anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với nó, ngay cả bạn bè. Nó vẫn không tin tình cảm của anh đã hết. Nó vẫn chờ và hy vọng. Mọi người bảo nó ngốc, nó bỏ ngoài tai. Nó không chịu chấp nhận rằng anh đã hết yêu nó rồi. Rồi một ngày, nó lại nhắn tin cho anh. Anh gọi điện. Nó đã nói chuyện với anh rất lâu. Anh buông ra những câu lạnh lùng và tuyệt tình với nó. Anh bảo anh không còn chút tình cảm nào với nó. Anh hết yêu nó từ lâu rồi. Anh đã có người yêu mới, và anh rất yêu người đó. Cuộc sống của anh bây giờ rất tốt, đừng làm phiền anh nữa. Anh bảo nó, anh chỉ là lòng thương hại. Nó đau.
Nỗi đau tưởng chừng như có ngàn mũi kim châm vào tim nó, hàng ngàn vết thương đang chảy máu. Nó chưa bao giờ nghĩ anh lại đối xử với nó như vậy. Từ đó, nó không bao giờ làm phiền anh nữa. Nhưng trong tim, nó vẫn chờ anh. Nó không hề căm hận anh, nó chỉ thấy đau. Nó vẫn ngốc nghếch chờ anh quay lại. Nó vẫn hy vọng anh nói dối, dù nó biết mọi thứ là mong manh. Nó không tin anh mới chia tay nó lại có thể yêu ngay người khác được. Nó không tin chỉ mới chia tay nó được một tháng, anh đã quen và yêu người con gái khác, rồi sẵn sàng nói những lời như thế. Trong lòng nó vẫn hy vọng, anh đang nghĩ cho nó. Nó không khóc nữa, nhưng tim nó không ngừng rỉ máu. Hơn một tháng trời chia tay, nó không bước chân ra khỏi nhà. Mọi người trong gia đình lo lắng cho nó. Rồi nó chợt nhận ra nó không phải chỉ sống cho nó mà còn cho cả gia đình nó nữa. Nó vực dậy, lúc nào cũng cười trước mặt mọi người. Bạn bè nó hỏi, Nam đều bảo không sao. Mọi người hỏi nó đều mỉm cười và bảo rằng nó đang rất tốt. Nó sợ ánh mắt lo lắng của gia đình nó. Nó sợ vì nó mà có rất nhiều người phải suy nghĩ. Nó vẫn nghĩ, vẫn đau, nhưng chỉ âm thầm một mình. Đối với mọi người lúc nào nó cũng mạnh mẽ, lúc nào nó cũng cười. Nó nhận được rất nhiều sự quan tâm, cả những người trong gia đình anh. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, tự mình làm tất cả mọi việc mà trước đây anh đã làm cho nó. Nó tự nhủ, phải cố gắng, vì nó biết chỉ có bản thân nó mới giúp được nó. Nó vẫn sống, dù nó biết nó đã chẳng còn chút cảm giác gì với một thứ được gọi là tình yêu. Hôm đó, người con gái ấy nhắn tin với nó. Nó nghĩ người đó rất tốt. Trong lòng nó khi nghĩ đến hai người họ, nó thấy đau. Trong nó vẫn còn chút ích kỷ của người con gái. Nó đau khi để người khác thay thế nó chăm sóc anh. Nhưng nó vẫn cười và chúc phúc. Nó bảo cậu hãy chăm sóc và trân trọng anh ấy. Nó chúc phúc cho hai người. Nó biết bây giờ anh hạnh phúc với nó thế là đủ. Dù nó có thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần người nó yêu thương nhất luôn mỉm cười và hạnh phúc. Mọi người bảo nó ngốc, ngốc vì nghĩ cho một người không xứng đáng. Nhưng trước giờ nó luôn trân trọng những gì anh dành cho nó. Nó chỉ nghĩ nó không xứng với anh, chứ chưa bao giờ nó nghĩ anh không xứng với nó. Nó vẫn bảo sẽ chờ anh khi người con gái đó hỏi nó. To me now, so here go, you don't know you.
Một lá thư khác của một bạn thính giả giấu tên: em xin chào chương trình, em là khán giả trung thành của sổ tay cảm xúc. Em nghe chương trình từ kỳ 1 cho tới tận bây giờ, không bỏ sót một chương trình nào. Mỗi lần nghe, em lại mau nước mắt. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên em viết thư về cho chương trình. Chương trình đầu tiên là nói về người thứ ba. Dường như em đang rơi vào tình trạng ấy. Khi nghe xong, em thấy sao mà đúng với mình quá. Rồi đến kỳ 5, khi ấy em đã tìm được một nửa của mình. Lúc ấy em yêu xa, dường như em nghe kỳ 5 mỗi ngày. Và rồi chúng em chia tay. Đến khi kỳ 24 phát chương trình Tình Đơn Phương, em chia tay khi trong lòng vẫn còn yêu người ấy. Có lẽ là em cũng đang yêu đơn phương người yêu cũ. Và em rất mong chương trình sẽ mở thêm một kỳ mới với tên là Yêu Đơn Phương Người Yêu Cũ. Nếu được, em kính mong chương trình và anh Hamlet Trương sẽ đọc trong chương trình đoạn mà em đã gửi cho anh ấy. Nhận ra anh trong mơ, trong bụng bề nỗi nhớ. Cho dù em đã cố giấu lòng mình, điều mà em cố tình muốn quên đi, những tưởng là em đã quên, phút chốc lại ùa về, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Hóa ra em chưa từng quên, mà chỉ là tình yêu đó vẫn nằm tại đó, nơi sâu thẳm của trái tim, chờ một ngày em vô tình gọi nỗi đau trở lại. Ngày em gặp anh, lần đầu tiên kể từ ngày mình chia tay nhau, em hình dung không biết em sẽ phải đối mặt với anh như thế nào, anh sẽ ra sao. Em đến, nhìn anh từ phía sau, vẫn là dáng người quen thuộc. Mọi thứ trước mắt em đều đã từng quen thuộc. Em run, em xoắn, em không biết bản thân mình đang làm gì. Em và anh ngồi cạnh nhau, không nói một câu, chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau. Đúng hơn, chưa một lần anh nhìn thẳng vào mắt em. Khoảng cách xa nhất trên trái đất này không phải khoảng cách không gian, cũng chẳng phải khoảng cách thời gian, mà là khoảng cách ở trong tim. Điều gì mà em cứ trông chờ sẽ được thấy anh, chỉ là nhìn thấy anh thôi. Đến cho nhau rất đơn giản, chia tay nhau cũng rất giản đơn. Em khóc một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày. Tận bây giờ mỗi ngày em khóc, vì nhớ anh hay vì điều gì em cũng chẳng biết. Em biết rõ anh không thích em khóc. Em chưa một lần níu kéo anh, níu kéo hay gian xin tình cảm của mình. Em cho rằng làm thế thì thật vô dụng và chỉ vô ích. Anh đã quyết định là dứt khoát. Bước đi là bước đi, xa nhau là xa nhau. Em không thể làm gì để khiến anh một lần nhìn lại. Em đau như thế nào khi mất anh, em đau như thế nào khi không thể quên được anh. Đi qua những con đường, bắt gặp một nụ cười, một giọng nói tựa hồ thân quen, một dáng đi, những câu nói, hay ai đó vô tình nhắc đến anh. Cả khi trong giấc mơ, là tim em đã đập loạn xạ và đầu óc lại trôi vào những ngày tháng đau đau. Em biết em nhớ anh như thế nào. Em biết tốt nhất em nên từ bỏ, nhưng anh biết không, em không thể. Em đang yêu đơn phương người yêu cũ. Đang Lê có một lời chia sẻ đến bạn gái đã gửi lá thư đó. Đây là một đoạn ngắn mà mình đã đọc trong một khi mà lang thang trên một trang web từ một blogger mà mình không hề hay biết. Và thật là tình cờ vì những cái lời của blogger ấy, nó như là một lời tâm tình khá là hợp với tâm trạng của bạn. Và mình xin phép được đọc để gửi đến bạn trong buổi tối cuối tuần này. Yêu đương chính là một dạng tự quyết. Em chọn yêu người đó, chọn giữ tình yêu đó, chọn quên lãng hoặc là chọn nhung nhớ nó. Chỉ cần hiểu là cầm lên được thì bỏ xuống được. Em đừng cho rằng muốn quên là lòng chẳng thể quên. Em có còn nhớ câu chuyện của vị thiền sư về chén trà nóng trên tay không? Đau, tự khắc sẽ buông. Tôi vẫn mong cho em yêu được. Yêu được, chứ không phải là được yêu. Bởi vì, xét cho cùng, yêu được đã là một sự may mắn. Vì rằng còn điều gì đáng sợ hơn một trái tim khô cằn sỏi đá không biết yêu người khác cơ chứ? Em hãy yêu đi, vì tôi còn muốn thấy một ánh mắt ngời, một bờ môi tươi khi em kể về anh chàng của em. Vì một góc bàn vui, vì một lời thơ mới, vì một đoạn đường nhỏ, ngắn thôi mà đáng nhớ, trong một cuộc đời mà em đã nghe qua. Nhược lại. Không cho niềm yêu người để nước mắt thân vào người thân.
cho em đi tìm một cơn mưa, lối đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm, ngồi gấp nhưng vì sao ớn. Chúc anh được hạnh phúc, dòng chữ nhầm nào trên cát lấy tan vào tận hư vô. Thôi nghe anh từ đây em chôn vào sâu trái tim mong hình. Quên được tất cả đâu anh, cố bước đi mà sao bước vô hồn. Ký ức vẽ nên những hình hài vô thức, giá mà quên được tất cả phải không anh? Người kết vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim em luôn mong chờ một ngày. Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây, cho em thôi nhớ mong với đây. Để từng ngày em héo khô con tim gầy, tìm tìm về một bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đôi mình, nước mắt là nỗi đau. Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi, cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dù biết bàn tay anh sẽ mất bên bàn tay khác, lối đi nào cho em đi tìm một cơn mưa, lối đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chưa còn sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm, ngồi gấp nhưng vì sao ước. Chúc anh được hạnh phúc, dòng chữ năm nào trên cát lấy tan vào tận hư vô. Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim mong hình anh. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dù biết bàn tay anh sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho em đi tìm một cơn mưa, lối đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Nói chung thì những chương trình về người thứ ba và những người đến sau luôn là những chương trình gây ra nhiều cảm xúc nhất. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ miêu tả lại cái khung cảnh cho phòng thu ngày hôm nay. Nó là một cái ghế sofa nè, và Trường nằm đó và nghe Đăng Lê đọc những cái lời tâm sự của các bạn gửi qua hộp mail số tay cảm xúc a@zing.vn. Và mình đột ngột mình thoát khỏi cái vai MC và mình trở thành một thính giả ngay trong chính phòng thu, thì mình có thể cảm nhận được hết rất là nhiều những cung bậc cảm xúc mà các bạn đã rất là tin yêu và gửi gắm đến sổ tay cảm xúc. Thật ra thì tất cả câu chuyện buồn có thể chúng ta sẽ cùng nhau buồn ngày hôm nay thôi. Chúng ta hứa là ngày mai nó sẽ tươi sáng hơn, và khi mà chúng ta ngồi lại với nhau chia sẻ thì có lẽ nó cũng đã vơi đi rất là nhiều những nỗi buồn rồi. Và Trương và Đăng Lê xin kính chúc cho các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là nhẹ nhàng, dễ thương. Và mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng số tay cảm xúc trong những chương trình sau. Đăng Lê có muốn nói lời gì không nè? Chắc là Đăng sẽ xin được khép lại chương trình bằng một câu trích dẫn nữa của một nhà văn mà Đăng rất yêu thích. Đó là anh Phạm Lữ Ân, tác giả của quyển Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Khi nói về tình yêu, niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, đó không phải là khi ta nhận ra rằng mình được yêu, mà là khi ta nhận ra rằng mình đang yêu. Bởi vì yêu cũng chính là đã nhận. Và hy vọng là tất cả các bạn thính giả có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, không ai phải cô đơn, và luôn tìm thấy tình yêu khi bước chân ra đường vào mỗi sớm mai.